12 giờ hứng lên đi uống cà phê. Chào tất cả anh em, hôm nay là tối, bây giờ là 12 giờ. Hứng lên đi uống cà phê. Hiện trạng quán cà phê tại Sài Gòn lúc 12 giờ. Vẫn rất là đông. Ngoài đường vẫn tanh. Khách hiện tại chủ yếu là chơi game Liên Quân điện thoại là chính. Một số người thì tới đây để nghỉ ngơi. Chủ yếu chơi game chạy qua đêm. Này mà ở dưới quê là ngoài đường là bánh tanh. Trên Sài Gòn 12 giờ đêm họ vẫn đi bình thường làm đêm. Buổi tối này có bóng đá không? Mấy giờ đã? Vậy là thức coi đã ban rồi. Đâu, đâu, đâu mà Việt Nam mình đá đâu. À, anh đi chơi Liên Quân điện thoại nè. Tập trung chuyên môn. Em 4 người. Chủ yếu là chơi game các bạn. Giờ đêm mà người ta đi đêm nhiều ghê ta. Đào, chờ đào đi các bạn hả? Đấy. Làm hấp giờ đêm các bạn. Có cái đồng hồ coi à. Và
vậy thôi nha. Chúc các bạn vui vẻ. Thôi, một lũ cà phê đến đây.